Rồi đến một ngày hết chiến tranh, anh sẽ gặp em. 16.000 cây số đường ô tô vượt Trường Sơn là dài bao nhiêu? 1 cây số vượt Trọng Điểm Lửa là dài bao nhiêu? Và 1 mét đường vượt qua cái chết là dài bao nhiêu? Đường Trường Sơn đi biết mấy. Đường Trường Sơn mãi mãi trong anh và mãi mãi trong em. Đường Trường Sơn yêu biết mấy, trong lòng bao nhiêu thế hệ.